Gần 15 năm rời quê Nghệ An để lên Hà Nội sinh sống, bà Phạm Thị Thanh phải vật lộn với đủ công việc để kiếm sống và chăm sóc chồng bị liệt. Ở tuổi 60, bà không thể làm nhiều việc, ai thuê gì làm đấy nên thu nhập chẳng kiếm được là bao. Mỗi lần đưa chồng đi viện điều trị chân, bà đều phải chắt bóp chi tiêu và nhờ vào sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Cứ đi lặt giấy lặt rác ở ngoài Đồng Xuân ấy, rồi ai thuê gì làm lấy, họ thuê đi đào cống thì mình đi đào cống để kiếm sống. Cả hàng ngày ông chồng thì là tàn tật không đi được, ăn rồi ở nhà. Chú bị chích ở đây này, may không mổ đấy, mổ thì không có tiền, chích ở đây thì là bệnh viện họ cho tiền, họ cho thuốc uống được một tháng, tháng thuốc còn biểu là phúc nhà mà chú mà đỏ nạ thì là thôi, mà phúc nhà chú mà đen là phải mổ. Mới đây, trong buổi góp ý về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, đại biểu Quốc hội đã đề xuất người dân từ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp sẽ được nhà nước hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Khi nghe tin này, bà Thanh và nhiều người lao động nghèo khác đều hy vọng đề xuất sẽ được thông qua, giúp họ tiếp cận quyền lợi từ thẻ bảo hiểm y tế. Nhà nước mà hỗ trợ cho 70% thì là chúng tôi lại mừng, lại về già nua để có bảo hiểm đấy, để đi vào bệnh viện để cho nó dễ dàng hơn. Giờ thì các cụ già thì có cái bệnh huyết áp ấy. Huyết áp cao thấp và lúc nó xuống thấp thì lại để ngăn quay ngay bộ nhào. Chi phí mua thuốc thang thì thôi thì nhặt nhạnh được đồng nào thì mua. Bây giờ các cụ tiền đâu ra mà mua. Thì đến bây giờ thì lương hưu thì chúng tôi không có. Thẻ y tế là đi bệnh viện các thứ thì chưa có đâu. Tôi bây giờ tôi chỉ mong muốn nhất là thôi thì nhà nước lo cho cái thẻ bảo hiểm y tế. Mỗi một không may thì nó bị cái bệnh khó khăn gì thì còn có đồng tiền để mà chi trả. Trong những năm qua, nhiều tham gia bảo hiểm y tế, nhiều người cao tuổi đã được thăm khám và chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc được hỗ trợ một phần theo quy định của luật bảo hiểm y tế. Vì vậy, việc tham gia và tiếp cận bảo hiểm y tế là rất cần thiết đối với người cao tuổi, giúp họ tiết kiệm chi phí thuốc men, giảm gánh nặng cho con cái khi về già.